chúng tôi mời chị Tuấn Phú căn hàng đồng, chị Trần Thành Phú đầu tàu và một số ba lần. Bây giờ là mọi sự kết của chị Tuấn Phú căn hàng đồng, chúng tôi Trần Thành hàng không chọn số. If you need my help, just say a word. She's infected! We need to kill her immediately! She can turn anytime! I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy! How should we name him? And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out!
Vâng, chào mừng tất cả bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mình sẽ chơi một con game mới. Đây là The Walking Zombie 2. Hiện tại thì mình đang chơi giả lập ở trên máy tính. Đây, tức có nghĩa là cái game này chỉ có trên điện thoại thôi, nhưng mà mình đang chơi trên máy tính. Bởi vì là giả mình đang sử dụng một cái giả lập đó. Và cái bối cảnh bây giờ là bối cảnh của 20 năm sau. Đây, nhân vật chúng ta điều khiển đến chính là cái thằng em bé mà đầu game mà các bạn đã thấy rồi đó. Đầu game mà các bạn thấy đứa em bé đúng không ta? Và thì đây chính là nhân vật mà chúng ta đang điều khiển. Bối cảnh này là bối cảnh của 20 năm sau. Đây, cha này chính là người cha mà cầm súng AK này. Đây, Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật 20 tuổi. Vậy mày cảm thấy như thế nào? Tôi chỉ thấy cái gì đó tôi chỉ khó chịu là thế thôi đó. Không vấn đề rồi. Rồi chúng ta sẽ đi qua nói chuyện với thằng này. Rồi bây giờ thì thằng này, cái thanh niên này, chúng ta sẽ cho chúng ta hai sự lựa chọn. Một là sử dụng súng bắn tỉa và súng bắn tỉa. Hai là sử dụng súng tiểu liên hay là súng, hoặc là súng trường đó, súng tiểu liên đó. Đó thì mình khuyên là các bạn sử dụng súng tiểu liên nha. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng súng này thì được thôi, cũng được, sao cứ đều là cái tốc độ bắn của nó thì nó hơi chậm thôi. Các bạn sẽ chọn một trong hai nha. Hiện tại thì bà của mình đang mở tivi trên đó rồi. Đây, chơi cái bài game zombie này giúp mình phải có súng liên thanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái bản đồ lên đó. Và chọn, rồi bấm cái này. Như bạn thấy những cái phím mà đang có trên màn hình đây là do mình cài đó nha, do mình cài vô chứ không phải tự nhiên mà nó có sẵn đâu. Ban đầu khi mà bạn tải cái ứng dụng mà giả lập điện thoại này về đó, là nó sẽ những cái phím như thế này nó nằm lộn xộn tùm lum tùm lá chứ đó. Sau đó thì bạn phải rồi sau đó các bạn mới phải sửa lại, xóa một vài cái nút đi, sẽ chỉnh đốn một số nút lại đó, thì nó mới ra được như vậy nè. Rồi bây giờ nó sẽ cho chúng ta chọn một trong ba cái chú ý. Đây là cái gậy bóng chày nè, kia là cái chảo PUBG, còn đây là cái cây sẹt. Đây, cái này là cái sẹt đó nha. Mình khuyên các bạn nên lấy cái sẹt, bởi vì đơn giản là có một số cái trong cái game này nè, có một số chỗ đó có kho báu và các bạn có kho báu, và kho báu là các bạn cần phải đào đó. Mà đào đó nha, đào đi á, nhập cái nha, nhập cái chỗ mà có kho báu đó, có kho báu nhưng mà chúng ta không có sẹt để đào ức chế lắm, cho nên là mình khuyên bạn là nên lấy cái sẹt thay vì lấy những cái vũ khí khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ đầu tiên. Cái game này nếu như bạn muốn bắn thì bạn cứ việc đưa cái tầm cho thôi. Các bạn cứ việc đưa cái tầm súng này vô trong cái một cái vật nào đó thì nó sẽ tự động bắn cho bạn thôi. Rồi bấm vô đây để đập đạn nè. Thì đây mình có cài sẵn một cái phím E nè. Giờ mình chỉ cần bấm phím E là nó sẽ cài nha, sẽ đập đạn cho mình thôi. Hồi nãy mình có đặt tên cho nhân vật của mình, như bạn cũng đã thấy hả. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở về Cancer trung tâm đó. Ngoài mình đang mở sổ số bên bển nè bạn. Bà mình đang mở sổ số bên bển kìa. Có ai muốn chơi sổ số không? Qua chỗ liên hệ với bà mình nha. Rồi đi lại trả nhiệm vụ cho nó. Báo cáo với nó là rồi ta thực hiện xong các thứ như họ. Mình nói cho bạn biết luôn là cái game này nó có kỹ năng nữa ha. Đây nè, ví dụ như đây nè.
đây skill skill đây tức là kỹ năng đó, thì đây là gồm có rất nhiều kỹ năng ha. Kỹ năng là cái kỹ năng gì mình không biết đó, nhưng cái này là trending, là tức là trao đổi đó. Các kỹ năng này khi mà các bạn lên cấp, đây ví dụ như đây nhân vật của mình, nhân vật của mình mới nó mới có level 1 à. Đó, khi mà nó đây mình sẽ vào luôn đó, khi mà nó tăng lên level 2, level 3, level 4 gì đó, mỗi lần tăng một cái level gì đó, mỗi lần nhân vật của mình lên cấp thì nó sẽ tặng chúng ta 5 điểm để mà nâng cấp cho những cái kỹ năng này đó. Thì cái số điểm của cái kỹ năng này càng cao thì những cái món đồ chúng ta, những cái món đồ chúng ta mua nó sẽ càng rẻ đó. Thì đây là một cái số, thì đây là tác dụng của cái kỹ năng này ha. Còn kỹ năng này mình không biết, còn cái này là mở khóa này, mở khóa để dành cho mở một cái mấy cái sắt các bạn, mấy cái trong game này cũng có cái sắt này, đây máu này. Đó, mình khuyên thì đầu game thì mình khuyên là bạn nên ưu tiên tăng cái kỹ năng này ha. Của cái kỹ năng này bạn nên ưu tiên tăng là 30 đi, đến 30 thôi, nó từ 20 tăng lên 30 đó. Thì bên đây nó cũng có một số kỹ năng là được này, thì cái này cũng là kỹ năng luôn mà là kỹ năng kiểu như nó tuyệt hơn, xịn sò hơn. Đây thì nếu mà các bạn thì đây như bạn thấy nè, ví dụ đây là nó đang để nè, đây level 1 à, bạn gắn cài nè, cái này cài điểm xong mà cho nó lên level 2, cài điểm thêm chút nữa là level 3, lên level 3 chúng ta sẽ nhận được 200 viên đạn và một điểm của một cái kỹ năng nè, một điểm nữa thôi để mà kích hoạt một trong những kỹ năng trong đây nè đó, kích hoạt một trong những kỹ năng trong đây đó. Đây là animal language, có nghĩa là ngôn ngữ của động vật nè đó, skiller. Nếu như bạn chức năng kích hoạt cái kỹ năng thì mỗi lần lên cấp thì các bạn sẽ được cộng thêm 4 điểm, thêm 2 điểm nữa. Thì trong cái này là anh chị tổng cộng sẽ có được 7 điểm đó. Reading tức là đọc sách đó. Đó thì trong game này ha, có một số kỹ năng các bạn chỉ cần mua sách mà thôi, đó là các bạn có thể tăng được rồi, chứ bạn không cần phải lấy đi cài level cái nọ để mà bạn lên cấp rồi bạn có liên tăng có điểm rồi bạn đi tăng đó thì không cần thôi. Giờ đây là cái nhiệm vụ ông em giao cho mình, đó chính là đi ra bồn cầu để mà tìm đồng hồ trống. Rồi đây giờ mình thấy cái đồng hồ này nhiều đồ kinh quả. Lần đầu tiên mình chơi game này các bạn, đây là cái nhiệm vụ mà tổng nhất mà mình từng làm. Mình cảm thấy cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ tổng nhất mà mình làm. Đây cái kỹ năng này nè, các bạn thấy kỹ năng này quen không? Thì mình sẽ cho bạn xem nè. Đây cái kỹ năng đó là cái kỹ năng này nè các bạn đó. Nếu như mà cái kỹ năng này các bạn tăng điểm càng cao thì khi mà nói chuyện với một cái nhân vật nào đó trong game này, chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để mình lựa chọn đồ ha. Ví dụ đây nè, đây yêu cầu nè. Đây cái kỹ năng này của chúng ta đã đạt đủ 20 điểm rồi. Sẽ bấm vào đây. Đây chúng ta sẽ coi thử đó, nó sẽ cho chúng ta lựa chọn một cái món đồ gì đó. Vì đây là nó sẽ cộng chúng ta là 5 cái karma. Karma đây có nghĩa là nghiệp đó các bạn. Mình lấy vô vùa dịch mình bấm ra thì nó nói là nghiệp. Mà nghiệp đây mình mới mắc nghiệp là cái gì á, thì mình mới kiểu như mình cố gắng mình nghiên cứu thêm một hồi thì nó mới nói là mình mới biết ra là cái số điểm á. Đây nè. Đây. Ôi cái tivi mình nó ồn ghê luôn. Đây thì nghiệp, đây là nghiệp ở cái chỗ này nè bạn, cái chỗ này nè. Nếu như mà cái số điểm nghiệp nữa các bạn, nó càng xuống với âm luôn, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 100 gì đó, thì những cái sự việc mà các bạn gặp trong game nó sẽ diễn biến xấu thôi. Còn thì cao thì diễn biến tốt. Thì theo như đại khái mình tìm hiểu nó là như vậy. Còn đúng hay không thì mình không biết đó. Nhưng mà nếu như thực sự là điểm càng thấp đó, thì cái số điểm nó càng thấp thì diễn biến trong game nó sẽ càng xấu, thì mình sẽ chọn nó âm điểm luôn. Bởi vì đơn giản là mình có phá đảo đi một lần mà. Nói chung là nói phá đảo thì không đúng mà, nó phá đảo thì không đúng. Đây, bạn cần kỹ năng spare này các bạn ở cấp 21 đó. Lý do sao mình kêu bạn là nâng cấp cái kỹ năng spare này ở mức độ 30 là vậy đó. Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều đồ. Vì nói chuyện với chúng ta sẽ có cơ hội nhận được khá là nhiều đồ đó. Mình phá đảo game này một lần các bạn, nhưng mà thật sự không phải là phá đảo, mà kiểu như là cái cốt truyện của game này kiểu như là nhà phát hành người ta chưa làm xong hay sao á, người ta làm chưa xong hay sao á, mình không thấy có kết thúc, không có kiểu như là có mở đầu nhưng mà không kết thúc. Kiểu như là cái game này á, kiểu như là cốt truyện ban đầu thì nó có rồi, nhưng mà có điều là cốt truyện mà để dành kết thúc á, hình như nhà phát hành người ta chưa nghĩ ra, người ta chưa suy nghĩ ra hay sao. Cho nên là mình chơi game này một thời, mình chơi xong á, mình thấy là ủa
sao mà chưa kết thúc game đó mà. Chưa kết thúc game mà sao kỳ vậy? Quá nhanh mà. Chơi cái game này nó trong quá trình mà chơi cái game này các bạn thì cũng có mình đi thì mình cũng có gặp một số nhân vật, nhưng mà những cái nhân vật đó nó yêu cầu cái điểm nghiệp của bạn, cái điểm nghiệp tức là cái số điểm nghiệp á, nghiệp của mình á, nó phải ở mức là âm ba mấy, âm 30, âm 35 gì đó thì nó mới cho mình nhận nhiệm vụ. Cho nên thành ra là mình mới có dự định là chơi lại cái game này, nhưng mà với mục đích là cút kinh nghiệm. Và mình vẫn còn thấy cái âm thanh này nó hơi lớn chút. Rồi qua bên đây làm tiếp nhiệm vụ luôn. Thì cái game này nó cũng có xăng đấy các bạn. Có nghĩa là mỗi lần các bạn lên, các bạn mở bản đồ ra, các bạn đi làm một cái nhiệm vụ nào đó thì các bạn sẽ tốn xăng. Các bạn sẽ tốn xăng. Thì để nhận lấy xăng thì nó cũng đơn giản thôi chứ. Mặc cái bắn thùng này nổ cho lẹ. Đồ, xuống không. Đây xăng đây nè các bạn, xăng đây nè. Và xăng thì chúng ta sử dụng một hồi thì nó cũng hết thôi. Giờ để nhận được và sử dụng hết rồi thì lấy xăng ở đâu? Thì các bạn lấy đây nè. Đây qua phần 1 này. Đây. Đó. Thì nói chung nó có thời gian nha các bạn, có thời gian nha, tầm đâu mấy chục phút. Đâu nói chung là hơn một tiếng đồng hồ đó thì cái cây xăng này nó đầy. Đó. Thì cái cây xăng đó nó đầy thì bạn sẽ nhận được thôi. Đó. Còn nếu như mà nói chung là cũng không nhất thiết là phải đầy đâu. Nếu như mà được 25 lít rồi, thì bạn nhận cũng được, các bạn lấy cũng được, không sao. Nói chung là nhà phát hành là cũng suy nghĩ tới sức khỏe của game thủ. Nói chung là thôi chơi phải chơi 50 phút được rồi. Không chơi 30 phút được rồi. Còn nhân nghĩ đi, thừa sức lại đi kiếm người yêu. Em thế ta già rồi hả? Đó, em thích cái túi rồi. Đây. Có cái súng này mà có cái máy nè. Rồi. Đây, như này. Đây, một lần. Thì đây là cái cuốn sách mà nên cũng... Nếu mà mình mua cuốn sách này á, mua cái cuốn sách này rồi sau đó mình kích hoạt cái kỹ năng đọc sách á, thì mình đọc được cuốn sách này, mình sử dụng được cuốn sách này, thì mình sẽ tăng lực, mình sẽ cộng được cho 2 điểm. Mình sẽ cộng được 2 điểm vào cái kỹ năng là Scott Green nha. Đó mà Scott Green cái tên không biết mà nói tóm gọn lại ha, là trong cái game này đã có một số kỹ năng đó. Các bạn không cần phải đi cài để mà lên cấp lên level này kia nổi các thứ rồi các bạn mới có điểm các bạn dùng. Đó, mà các bạn chỉ cần là mua có tiền rồi các bạn mua sách rồi các bạn sử dụng nó rồi thế là các bạn đã thăng cấp. Thì nói chung là các bạn chỉ cần mua sách rồi các bạn sử dụng nó, sử dụng cuốn sách đó là các bạn thăng cấp được cho kỹ năng của bạn đó. Thì đây là giá đạp điện thoại cho nên thành ra nó cũng sẽ có quảng cáo nha. Mình quên nói nữa, mỗi lần mà nhân vật của bạn nó lên level, đây nãy level 1 giờ lên level 2 nè đó,
thì các bạn sẽ cộng được thêm các mỗi lần nhân vật bạn lên được lên một level thì các bạn sẽ được nhận được thêm 15 lít xăng đó. Chung là cũng được. Đây bây giờ mình sẽ nâng cấp cái này, nâng cấp kỹ năng này lên 25 luôn đi. Hết cấp luôn. Đây đó, đây hên đó, vừa đủ đó mà, vừa đây vừa đủ luôn, 25 luôn nè. Kỹ năng này mình vừa nâng cấp thêm 5 điểm đó, lên 25 điểm rồi. Bởi vì mình mới kêu các bạn là ưu tiên nâng cấp cái kỹ năng đó trước là vậy đó. Khi mà nói chuyện một nhân vật rồi với một nhân vật rồi đó, chúng ta sẽ chọn được khá là nhiều đồ. Đây như nhỏ này, đây hồi nãy nó yêu cầu mình cấp 21 rồi đúng không? Bây giờ mình tăng lên tới 25 luôn rồi. Mà bây giờ cái gì nhẫn đó. Đây, một là đây. Thì nếu như mình chọn cái này thì cái số điểm nghiệp của mình nó sẽ bị tiếp tục bị trừ. Thì mình cũng muốn chọn lắm nhưng có điều là thôi. Tôi lấy cái súng. Trong cái thời buổi zombie loạn lạc như thế này, súng là quan trọng nhất. Không có gì quan trọng bằng súng, hiểu không? Không có gì gọi là quan trọng bằng súng hết á. Rồi mình sẽ đổi cái nón này vào luôn, mặc cái quần này vào. Đó. Thì chúng ta đã được 7 giáp. Đây, 7 cái miếng giáp. Sức mạnh tăng lên được 27. Rồi giờ bớt liên thiên đi. Đó, từ nãy giờ mình nói vậy là mình nói từ nãy tới giờ là để cho bạn hiểu thêm về cái game này thôi. Bây giờ là vô luôn nè. Chiến luôn. Không nói nhiều nữa. Ồ, lấy lựu đạn. Rồi mình nhớ nhiều rồi. Mở ra nè. Vô đây. Đó. Rồi, thoát ra ngoài. Ném vô bộ này. Ném vô cái tụi này nè. Còn 5 con nữa. Đây rồi. Hai con nữa. Thì các bạn thắc mắc tại sao mình biết đâu là còn bao nhiêu con đúng không? Thì các bạn nhìn bên mình quay trở lại ở đây thì nãy là nó bị gián đoạn xíu rồi bạn. Thiệt tình. Đó. Hoặc là đây nè, mỗi ngày một ít, mỗi ngày vô đây nhận một ít. Đây 11 tiếng nữa. 11 tiếng sau nữa các bạn mới nhận được thêm 10 xu. Chung hơi chua chát xíu, kệ. Rồi bán đồ bán lại xong rồi thì bây giờ đi dùng cái thứ. Không để em kể là không kể nghe cái vụ gì. Không nói chuyện, nói chuyện không có chuyện kể. Góc bên dài. Thì nó có một cái thanh đó, nó hiển thị là số lượng là zombie tấn công. Đây là zombie attack. Zombie attack, tức là zombie tấn công. Nó số lượng là bao nhiêu con để cho nó hết ra. Đây, zombie nè. Đó, 4 con. Rồi, 4 con nữa, còn 4 con thì dưới đầu này nè. Rồi chúng ta tới với nhiệm vụ tiếp theo rồi. Dạ ý bị giặt cái bào cái màu nghe thấy nghe thiệt tình tự nhiên đi dính quảng cáo Facebook cho mấy cho bạn nè. Vậy đi cho nó gọn. Trên máy tính mình không cũng quay. Chung là cái game này chung là mỗi lần mà quay á nè, đây như bạn thấy nè. Đó, mình quay màn hình đâu được đâu. Mà mỗi lần quay là mình sẽ lít chuột trái cái, đó mình phải bấm cái chuột trái đó mình mới quay qua quay lại được vậy nè. Đó. Cho nên nó hơi bất tiện hơn dưới trên. Chung là nó hơi bất tiện xíu.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ hack. Chúng ta sẽ hack ha. Đó. Hack cái này để mở cửa ra. Rồi. Nói chung là của mình chơi game này ha, bây giờ mình tìm hiểu các bạn. Cái chỗ nào mà có nhiều con zombie mà nó cù cùi thì những cái con, mấy cái con zombie mà cù cùi nha, mà nhiều con nha, nhiều con đứng gần nhau, các bạn cứ diệt chọi lưu đạn cho nó chết mẹ nó hết đi, có gì đi chơi rồi. Đó. Đỡ mất công phải bắn từng con một, nó mất thời gian lắm. Mặc dù là nó hơi hao lưu đạn xíu. Rồi bây giờ trở về nhà. Rồi. À, chúng ta có người bán hàng các bạn. Đó. Chúng ta có người bán hàng nè. Bán được các bạn. Đây một cái súng này luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ mua một cái gì đó ha. Ở đây chúng ta có rất nhiều súng shotgun nè. Đó. Shotgun thì có 5000 mấy lần chúng ta chơi đủ tiền. Mình sẽ mua cái súng này. Cái súng này thì cái loại đạn sử dụng đó là loại đạn 9mm. Đó, 9mm. Thì mình sẽ mua cái súng này. Đó. Đây là cái loại đạn này bạn. Đây, mình có mới nhận được luôn, mới nhận được từ cái em bé nhỏ xíu thì kìa. Đây, đó. Đây, cái súng ngắn nè và cái loại đạn này nè, mình mới nhận được từ cái con nhỏ mà nhỏ xíu hồi nãy đó. Con nít các bạn đó, thì cái loại đạn 9mm là loại đạn này nè bạn. Đó, đây là cái súng này nè, đó. Thì bây giờ mình sẽ mua cái cây súng này. Cái cây súng này sử dụng cái loại đạn 9mm. Đó, sát thương của nó là 4 cộng 1. Cái này là mình không biết, cái này là mình cũng không hiểu rõ tại sao nó để, tại sao cái này nó lại để là 4 cộng 1 đó. Thì cái băng đạn của nó là 32 viên. À, tốc độ nạp đạn là 3 giây. Đó. À, tốc độ bắn là 0.13 đó. Thì thật ra đó cái loại đạn 9.mm là các bạn không cần mua cái súng này, các bạn vẫn có thể nhận được một cái cây súng khác, nó cái độ ổn định của nó cao hơn, độ ổn định của nó cao hơn cái cây súng này nữa. Nhưng mà mình thực ra là sát thương của cây súng đó nó cũng bằng với cây súng này thôi đó. Nhưng mà chỉ khác đó là các bạn nhận là được nhận miễn phí nó từ cái game này. Nhưng mà mình vẫn sẽ mua cây súng này, vì gì đơn giản là cây súng này tốc độ bắn nó nhanh, băng đạn nó nhanh. Đó, thì thôi. Rồi, xong. Mua đó. À, quên mua lựu đạn chứ. Lựu đạn là 400 rồi. Rồi 400 được. Có thể là bắn đạn sao. Các bạn cứ việc mạnh dạng đầu tư đi. Tiền trong game này thì các bạn cứ đi xài đi. Tiền trong game này gì dùng đi xài mà. Quảng cáo nữa rồi. Rồi. Rồi, trả nhiệm vụ trong này xong. Rồi chúng ta đã lên nhân vật của chúng ta lên cấp 3 đây. Đó. Chúng ta nhận được 15 xăng, một cái điểm đặc biệt. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây nè, mình sẽ kích hoạt cái đọc sách này đi. Ủa hay là cái skiller trước ta. Mình đang phân vân là không biết nên kích hoạt cái đọc sách trước hay là cái skiller trước đây nè. À, nếu như mà mình cố gắng mình cài điểm thêm một chút nữa, nhân vật của mình nó sẽ lên level 4 và chúng ta sẽ có được hai phần quà. Đó. Một là cái súng này, hai là cái súng này. Đó. Mình sẽ chọn một trong hai cây. Đó. Và miễn phí nha, đó. Đây, nhận đạn nè, miễn phí. Đó. Đây, rồi tiếp nè. Level 5, một trong hai loại đạn. Level 6, level 7, level 8, level 9. Level 10, còn cái này thì cần tới level 12 chúng ta mới nhận được một cái bình xăng. Đến này là level 14 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp kỹ năng cho. Thôi mình sẽ nâng cấp cái skiller đi ha. Skiller đi. Bởi vì cái đọc sách đó. Cái đọc sách thì chúng ta gán cài lên level 4 thì chúng ta đã có thêm một cái điểm nữa rồi. Có thêm một cái điểm khác thì chúng ta kích hoạt rồi, không sao cả. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nâng điểm cho cái này đi. Cho nó lên 30. Ôi gì thật là tuyệt. Đang làm video mà người nhà cứ nói chuyện suốt luôn mọi người. Không, thật ra thì mình không cấm cái quyền người ta nói chuyện đâu. Nhưng mà có điều là
nó ồn quá. Rồi nhiệm vụ à, trong game này cũng có nhiệm vụ phụ nữa các bạn. Nhiệm vụ phụ là chúng ta chỉ làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại, làm đi làm lại chỉ một cái một chỉ làm đi làm lại chỉ có một cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ phụ của chúng ta đó. Làm đi làm lại có cái làm đi làm lại hoài, nhưng mà thôi kiểu như là cái nhiệm vụ đó sinh ra để cho chúng ta cài tiền nha các bạn đó. Đi đi đi, cái nhiệm vụ nó sinh đẻ cái nhiệm vụ phụ trong game này ha, nhằm mục đích để cho chúng ta đi cài level với lại kiếm tiền đó. Đi nhiệm vụ phụ cho chúng ta tiền giống như hệt như nhiệm vụ phụ trong game GTA Vice City thôi bạn, như lái taxi đó cũng có kiểu là nhiệm vụ phụ đó, cũng kiểu làm đi làm lại hoài à đó. Thì mỗi lần làm xong thì nó có được tiền chứ thôi. There are a lot of zombies here. Don't even try to fire weapons or throw grenades. This requires a silent approach. What's your plan? Take this bat. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure. I will cover you from the car. Hỏi thằng đó là mày sẽ hỗ trợ tao chứ. Cái thằng đó nói có, tao sẽ hỗ trợ mày từ chiếc xe, tức có nghĩa là lên xe ngồi mà có gì coi, nếu như mà zombie nó có tấn công thì thằng này bỏ chạy chứ, nó bỏ mình lại đó. Đó gì đó, sau này mình giết nó luôn mà, sau này mình giết thầy luôn nè. Bây giờ nha, cái lúc mà mình đang hành dụng á, mình với nó đi lấy, hình như là mình với nó đang đi lấy cái mặt trời, đi lấy cái gì đó, nó bỏ chạy, nó bỏ mình lại, zombie nó buông mình. Thì có thể là đạn nè, thực phẩm bổ sung nè, rồi nước ngọt nè, rồi chung là nhiều lắm, nhiều các bạn nhận được nhiều đồ đó, nhưng mà với một cái tỷ lệ nhất định rồi đó. Đây, về nhà rồi. Ai như cái bạn cam bán hàng cho mình. Đây, hồi nãy mình nhặt được cái cây này mà, mình nhặt cái cây này nhưng mà mình đâu có đem cho mình sử dụng đâu. Nhưng mà mình vẫn nhặt, bây giờ nhặt được về mình ba. Đây mới nói nè, đây là các bạn biết lon nước ngọt này từ đâu ra không? Đó, lon nước ngọt này là
nãy mình giết zombie nó sẽ hiện lại đó. Vì cái này nó cũng vậy là bình nước này hay là có tác dụng là hồi máu đó, không chấm phẩy hai máu, 0.12 máu trên một giây đó, có nghĩa là một giây nó sẽ hồi là 0.12 máu đó, tác dụng là 50 giây đó. Tức là các bạn uống cái ly nước cái đai nước này thì nó sẽ hồi máu cho bạn, một giây nó sẽ hồi là tổng cộng là một giây nó sẽ hồi là 0.72 máu đó. Thì còn cái lon lớn thì nó có tác dụng là 0.20% tốc độ chạy, có tác dụng là 180 giây, tức là 180 giây sau là các bạn hết chạy nhanh được đó, tức là thôi bán luôn đi còn vậy đi đó. À, cái súng này mình cũng không xài đâu, bây giờ này là nó cùi bát thôi đó. Đây là cái súng mà mình vừa nói bạn nè, đây lấy luôn, lấy đó, 500 viên đạn và một cái khẩu súng mới đó. Khẩu súng này là nhận miễn phí nha, nhận miễn phí trong game luôn, trong game nó sẽ nhận miễn phí cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta cũng có thể mua được một số thứ nè, từ đây nè, đây một số thứ nè, đấy đó, như là vàng nè, chúng ta phải dùng vàng đó, vàng này kia, đây có vòng quay nè, vòng quay này tôi muốn không đây nè, 60 phút chúng ta sẽ được tăng, chúng ta sẽ được cộng 10% sát thương trong vòng 60 phút. Giờ đây thì là xăng như nãy mình đã nói bạn rồi, nhưng mà nếu như bạn muốn nhận được xăng với nhưng nếu như mà bạn á, các bạn muốn nhận được xăng á, thì điều kiện đó là các bạn phải có mạng internet, tức có nghĩa là ví dụ không, cái bình xăng các bạn nó đã đầy rồi nhưng mà các bạn vào ghé quán, ủa tại sao lại nhận không được, cuối cùng mới phát hiện muốn nhận được xăng chúng ta phải có mạng internet đó, không nạn gì đó. Thôi kệ đi, nhà mình chỉ có wifi cho nên nhà mình cũng lo lắng gì đó đó. Rồi thì đồng xu vàng này thì các bạn có thể xem video đó mà nhận thêm á. Were you looking for me? Yeah, sit down. Ngồi xuống. Tiếng Anh mình we have rồi. Quite a serious problem. We ran out of supplies last week. Chúng ta có thể bỏ qua được nha. What? We're doing great. Look at that goulash. You don't want to know what it is made of. But I think we're all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming, and we need to prepare as best as possible. So, I have to bring supplies from your old house, or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Leela saying that you are as sweet as honey. hình như là ông nói với mình là thằng Frank đó, sao đó bạn, thằng Frank là cái thằng đi chung với mình hồi nãy bạn, thằng mà hỗ trợ mình từ trên chiếc xe đó bạn. Đó là cái thằng mà cái thằng Frank đó. Ông nói thằng Frank này là cái thằng nó sao đó. Rồi hello chúng mình cứ bấm đại thôi bạn, tiếng Anh mình không biết đâu, tiếng Anh mình không có hiểu được cho lắm. Đây chúng ta có thể đi lên cái nhà đây nè bạn, nhà chỗ này cậu kích chỉ là kích thôi. Đây ở trên này có một cuốn sách nè, chúng ta có thể lấy cuốn sách này đi xuống rồi nó chắc rồi. Ủa gì kỳ vậy, ủa lên level 4 mà tại sao không cho tôi không cho tôi cái điểm kia, ô hay ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận một trong hai nha, chúng ta chỉ được chọn một trong hai thôi. Này đây là súng bắn tỉa, thì cái loại đạn mà nó sử dụng là loại đạn 7.2 ly, là cái loại đạn này nè bạn. Bà nội nó cái xe hay thì nhất đây chính là loại đạn này nè đó. Còn chúng ta có đạn shotgun rồi đúng không, chúng ta có đạn shotgun rồi thì chúng ta sẽ lấy cái shotgun này có 2 đồng rồi bạn, thì mình cũng nói chung mình cũng quyết định lấy cái shotgun rồi chứ thì chứ không phải là ý đồ gì đó. Rồi mình sẽ tăng điểm cho cái đúng rồi, hồi nãy mình
mình có ấy cho cái mình có kích hoạt cái kỹ năng siêu skiller rồi. Không. Hèn gì mình cứ thấy là lạ. Ủa sao nãy mới có 5 điểm mà giờ ra 7 điểm. Và mình sẽ tăng điểm cho cái training này. Cho đinh này. Đó. Cho mấy cái tặng cho cái cao bán hàng ổng này giảm giá để bớt cái đinh. Đâu. Đây như bạn thấy mà. Hồi nãy là cái súng xuất lên là như là bao nhiêu tiền? 5.001 đúng không? Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn 5.019 thôi. Đó. Đó. Đó chính là cái tác dụng của cái kỹ năng skill cái tác dụng kỹ năng skill đó. Của cái kỹ năng strength đi. À đọc mẹ ông tự lưỡng. Chúng ta có nhiệm vụ phụ nè. Ở đây có mức độ ha, cho nên là mức độ nè, đây. Mức độ này là mức độ trung bình. Đó. Rồi, mình sẽ nhận nhiệm vụ này ha. Cái, mấy cái nhiệm vụ phụ này á chỉ làm đi làm đại thôi, làm đi làm lại thôi, nhưng mà nó vừa cho bạn tiền nhưng mà nó vừa cộng cho bạn kỹ năng điểm kinh nghiệm. À, nói chung á là cái nhiệm vụ phụ này á, nó vừa cho bạn tiền mà nó vừa cho bạn điểm nữa. Đây cái điểm mà kinh nghiệm đó mà lên level nè đó, cho nên á là các bạn cứ nhận nhiệm vụ phụ thoải mái đi. Đó, nhận thoải mái đó. Làm xong cái việc nhận cái nhiệm vụ khác để mà chúng ta lên cấp mau xíu. Nói chung là các bạn làm nhiệm vụ phụ nhiều quá, cộng với các bạn vừa làm nhiệm vụ phụ vừa làm nhiệm vụ chính kết hợp cả hai lại á, thì các bạn nhận được nhiều điểm kinh nghiệm, mà vừa nhiều điểm kinh nghiệm á, thì các bạn lên level nhanh chứ không có gì cho chừng. Đây thì cái nhiệm vụ này để chúng ta đi lên cái xe này đó, và chúng ta nhắm bắn mấy con zombie thì mình xuống mình chơi thẳng tay với tụi nó luôn. Bởi vì đơn giản là trên máy tính mình điều khiển không quen các bạn. Và thứ hai nữa là cái phím nó bị cứ đơ cái gì á. Con chuột này nè các bạn, nó cứ bị đơ cái gì á. Mình bấm mình di chuyển mà nó không có đơ. Hồi nãy đó rõ ràng bạn thấy không, là con chuột mình di chuyển lên như vậy nè đó. Nhưng mà cái nòng súng kia nó không đi lên nữa. Chưa mình chưa có cố gắng vô đây rồi, mình đã gắn vô cái cây súng này rồi. Đây. À nãy có cây súng này đây, mình sẽ cho bạn xem cái cây súng mà mình mới mua. Đây băng đạn của nó là hả, ủa bạn thấy ghê chưa, mình mới bắn chết con chó. Băng đạn của nó là 32 viên. Ủa bạn tốc độ bắn nó ghê chưa, đó tốc độ bắn của nó cái tốc độ. Cái tốc độ bắn của nó rất là nhanh nha bạn. Đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ so sánh hai cây này luôn. Đây. Đó là vì sao mình khuyên bạn nên mua cây này, nên mua cái súng này. Và cái súng này các bạn hiểu, bạn cứ việc nhận thoải mái rồi bạn đem bán. Đó là vì sao. Đây, mình sẽ so sánh cho bạn xem. Rồi giờ đổi qua cây này đi. Thì băng đạn của cây này nó chỉ có 30 viên thôi. Đó. Mà thì cái đổ thì cái súng này nó được cắt ở đoạn bình của nó cao. Cái độ ổn định của cây súng này nó cao, có nghĩa là nó không có bị giật nhiều các bạn. Đạn nó chỉ đi có một đường thôi, đạn của cây súng này nó chỉ đi có một hướng thôi. Đó. Ít khi có bị lạc đạn lắm. Tôi có nghĩa là khi mà các bạn bắn đó
Thì mà các bạn bắn với tốc độ cây một cái súng nào đó đó, các bạn bắn với tốc độ cao đó thì nó rất dễ bị lạc đạn nha, tức là đạn nó cứ bay tùm lum tùm la chứ nó không bay trong đường thẳng đó. Nhưng mà nói chung á là cái sát thương của cây súng này á, sát thương của hai cây súng này nè đó, nó bằng y chang nhau bạn. Rồi mình quay trở lại đây, hồi nãy nó hơi ồn nè, mình tắt tiếng. Rồi bây giờ thì như mình so sánh á, thì cái cây hai cây súng này á, sát thương nó bằng nhau đó. Nhưng mà nó chỉ khác biệt ở một chỗ á, là cái súng này nè đó, khi mà các bạn bắn với tốc độ cao á, có nghĩa là cái khác biệt á, là cái súng này nè, cái tốc độ bắn của nó rất là nhanh đó, tốc độ bắn của nó rất là nhanh đó, cho nên là nếu như mà các bạn gì ta dìm tâm không được chuẩn thì nó rất dễ hao phí đạn đó, rất dễ hao phí đạn ha. Đó. Rồi cái băng đạn và băng đạn của cái súng này nó cũng nhiều đó, nó nhiều hơn cái súng này. Nó nhiều hơn cái súng này 2 viên. Đây. Đây cái súng này nó chỉ chứa 30 viên đạn thôi. Nhưng cái súng này nó có tới 32 viên đạn, 32 viên lần đó. Đó là sự khác biệt giữa hai cái súng này đó. Nhưng mà theo mình đánh giá đó, là cái súng này nó xịn hơn. Nó xịn hơn và các bạn nên sử dụng cái súng này. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái súng này á, thì tụi thôi tùy các bạn, không sao cả đó. Đây thì đây là cái cây súng kinh nha. Đây sát thương của nó là 28 25,2508 đam, không hiểu sao luôn, không biết mấy trò nọ này tính sát thương cái gì. Rồi thì cảm ơn bạn đã xem video này, chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong video sau. Bye bye nha. Nhà mình giờ hiện tại quá ồn mà không thể nào quay tiếp được.